dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Tây Giang nói riêng có một nền văn hóa đặc trưng riêng, có lời nói và chữ viết được bảo tồn truyền khẩu lưu giữ từ bao đời nay. Từ khi tái lập huyện đến nay, tròn 5 năm, Tây Giang đổi mới từng ngày. Đảng bộ và chính quyền Tây Giang cùng với sự đầu tư phát triển kinh tế xã hội, lĩnh vực văn hóa cũng được quan tâm chú trọng. Qua thời gian sưu tầm và biên soạn của nhạc sĩ Huy Hoàng, đến nay những làn điệu dân ca Cơ Tu Tây Giang chính thức được thực hiện nhằm phục vụ công chúng, bà con trong và ngoài huyện, cũng như lưu giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc Cơ Tu. Lần đầu tiên ra mắt DVD video Dân ca Cơ Tu Tây Giang với sự thể hiện của đội văn nghệ thông tin tuyên truyền lưu động của huyện. Mong được sự đóng góp của quý vị và các nhà chuyên môn để các làn điệu dân ca Cơ Tu phát triển cao và bay xa hơn nữa trong lòng công chúng. Mùa gần mây, cá vui hương rộn ràng tiếng cười.